Cân điện tử Giao Phát xin chào anh chị. Video này chúng ta sẽ quan tâm đến cân điện tử Cân Giang anh chị ha. Và cụ thể là ở hợp tác xã Vĩnh Cường ở Cẩm Mỹ Đồng Nai. Đầu tiên thì cân điện tử Cân Giang thì cần phải linh động, có thể dễ dàng chở theo xe máy như thế này. Và quan trọng hơn cả là cân động vật, cho nên nó có thể tải phân ra. Cho nên là chúng ta nên chọn cái dòng cân điện tử nào inox và chống nước thì nó sẽ sử dụng được lâu dài hơn trong điều kiện chăn nuôi chuồng trại. Tại vì khi mà chúng ta cân dê, cân gà, cân vịt, cân heo thì có thể là động vật nó sẽ thải phân nước tiểu ra. Và như anh chị thấy đó, cái cân điện tử này nó chống nước ở mức độ này thì mình dùng để cân động vật thì hoàn toàn có thể, và thậm chí là bền nhất trong tất cả các dòng cân còn lại. Và bây giờ chúng ta sẽ xem thực tế là trại dê Vĩnh Cường ở Cẩm Mỹ Đồng Nai đã sử dụng cái cân này hiệu quả như thế nào anh chị ha. Ngoài chức năng cân điện tử inox chống nước thì cân này nó có chức năng là chốt số khi cân động vật, nghĩa là mình đặt con dê lên ổn định là sẽ khóa số lại cho mình như thế đó. Và xem sau video này mà anh chị cảm thấy cái cân điện tử này nó hữu ích và nó đúng với mục đích sử dụng của mình và trại mình cần mua nó, thì anh chị hãy gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833, thì cân tử Giao Phát sẽ miễn phí giao cân điện tử này đến tận trại anh chị ha. Anh chị được kiểm tra cân ok trước khi thanh toán tiền. Cân điện tử Giao Phát cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Xin chào ạ.